Đây là chiếc Kia Rio rất là nhỏ xinh, xe city, xe thành phố, đời 2015. Và đây là chiếc cái gạt mưa sau của nó. Đây là vẫn zin nguyên bản này. À, cái này thì nó đã hỏng rồi đây, nó cũng đã nhiều năm rồi, nó chai hết và nó đứt rồi, nhưng mà đây, đứt hết rồi. Đấy. Hôm nay thì tại Hainer Việt Nam thì chúng tôi sẽ hướng dẫn thay cái chiếc gạt mưa sau này cho chiếc Rio Kia 2015. Mưa sau ấy thì thường là cái thời gian mà phải thay ấy, nó rất lâu so với gạt mưa trước. Đấy, thường thì khách phải thấy hỏng thì họ mới thay. Đấy, như cái này là nó hỏng và không thể sử dụng được. Đấy, nó có thể làm xước cái bề mặt kính này. Tuy nhiên cái bề mặt kính sau thì nó không bằng, không quan trọng bằng bề mặt kính trước. Nhưng mà chúng ta cũng nên kiểm tra thường xuyên, và nếu không có dấu hiệu như này thì nên thay. Và cái khách hàng này là chủ xe này thì họ đã quyết định thay cái gạt mưa này ở chỗ chúng tôi. Kia Rio 2015 thì sẽ sử dụng cái gạt mưa sau là 12 inch. 12 inch là cái kích cỡ rất phổ thông cho rất nhiều các dòng xe sử dụng gạt mưa sau. Nó tương đương khoảng 30 cm. Loại Hainer Rear Classic, giá là 250.000 một chiếc. Tất cả các logo đều được khắc rất là đẹp và đồ rất là xịn. Cái lưỡi gạt mưa này thì được phủ nano graphic, nó giúp chống lão hóa rất là tốt và kéo dài tuổi thọ sử dụng. Trên lưỡi cũng có những cái logo Hainer Germany. Tạch một cái, đặt hàng online và tự lắp đặt tại nhà. Rất đơn giản tại hainervietnam.vn. Quá sạch tuyệt vời luôn. Thêm tí nữa đi xem nào. Rồi.